Rất vui là được gặp lại quý anh chị. Và mới ngày hôm nay, một mẫu xe gầm cao 7 chỗ, SUV gầm cao 7 chỗ của dòng Toyota, một trong những cái dòng xe được khá là ưa chuộng và đặt niềm tin ở người Việt Nam mình, thì ngày hôm nay Kim lại lấy thêm một chiếc Toyota 7 chỗ ngồi, số sàn, máy dầu, bản 2.5G, sản xuất 2015, đăng ký một chủ từ đầu, mang biển số 34A10447. Chiếc xe này thì là chính chủ luôn ở Hải Dương nhá, một chủ từ đầu, nguồn gốc xe thì em đảm bảo 100%. Xe thì cam kết chất lượng, không tai nạn, không ngập nước, máy nguyên zin. Cam kết 100% là máy nguyên zin, không thủy kích, không tai nạn, không ngập nước. Và quý anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng đến trực tiếp tại Family Car, địa chỉ là số 1005 đường Trường Chinh, search ở Google Maps với từ tiền tìm kiếm Hiền Kim Hải Dương, hoặc liên lạc qua số hotline 0978607555, 0941337888. Và bây giờ Kim sẽ quay một vòng chi tiết chiếc xe này cùng toàn thể quý anh chị và các bạn tham khảo. Máy dầu 2.5, xe lắp ráp tại Việt Nam 7 chỗ ngồi, order hơn 10 vạn. Màu đen, xe vừa về tại nhà xong ạ, rất là đẹp luôn nhá. Một chủ từ đầu. Bên em có trách nhiệm rút hồ sơ cho khách hàng. Nếu khách hàng có nhu cầu vay vốn thì chiếc xe này bên em cũng sẽ hỗ trợ lên tới 60% giá trị xe. Chạy tiết kiệm nhiên liệu, cũng đã phun hết đồ chơi, giá để đồ hàng phía sau, giá bảo càn, gọi là càn bảo vệ đấy ạ. Một dàn lốp còn rất là mới. Em sẽ quay cận luôn để các anh các chị các bạn có thể nhìn rõ được chi tiết luôn ạ. Sẽ quay nội thất, máy. Con này 4 dàn lốp còn rất là mới. Lớp sơ cua thì còn rất là mới luôn. Đây là cánh cửa bên phải nhá, cánh cửa lái. Mình sẽ quay luôn keo chỉnh. Ngậm đèn kít chưa có một tí. Chủ đi rất là dữ. Từng chi tiết tắp đô tắp ly còn rất là mới. Xe về bọn em còn chưa động gì, chưa rửa luôn ạ, mà chỉ quay lên để bán thôi, vì mua trực tiếp của người tiêu dùng, mua trực tiếp tại dân. Đây, từ cái vô lăng rất là mới tinh luôn. Xe order hơn 10 vạn một chút. Cần số còn rất là dữ. Chủ yếu đi đường thành phố à, nên là chất xe còn rất là đẹp. Một chủ từ đầu, chính chủ một chủ từ đầu luôn. Đã bọc thêm trần 3D chống nóng rồi. Mới cứng cửa luôn ạ. Đây, em sẽ quay luôn quả lốp dự phòng để mọi người có thể nhìn thấy luôn ạ. Lốp dự phòng còn mới luôn nhá. Đây luôn gầm. Cái chiếc xe gầm cao thì em sẽ cố gắng quay chi tiết làm sao để các anh các chị có thể nhìn được rõ nhất.
Xe được trang bị màn hình đầy đủ luôn, màn hình camera đầy đủ. Một chiếc xe khá là hoàn hảo. Thật ra là tiền nào của nấy thôi. Em bỏ ra đắt hơn 10 đến 20 triệu. Em mua một chiếc xe đẹp thì em bán ra cho các anh các chị cũng rất là yên tâm. Nhiều khi mua rẻ hơn mấy chục triệu như là chiếc xe lỗi, bán ra thì mình không thể bảo hành, không thể viết cam kết được. Em hơi lùn, hay là cái này gầm nó hơi cao. Chiếc Fortuner máy dầu luôn nhá. Cam kết 100% máy nguyên zin, không thủy kích, không ngập nước, không tai nạn, không bổ máy. Thiên Kim xin đọc lại thông tin của chiếc xe này. Toyota Fortuner bản 2.5G, số sàn máy dầu, xe lắp ráp tại Việt Nam 7 chỗ ngồi, sản xuất 2015, một chủ từ đầu, biển 34 chính chủ và giá